Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hyundai Long Biên. Trong video lần trước, em đã gửi đến anh em về giá xe i10 bản hatchback hay còn được gọi là bản một đầu. Thì trong video ngày hôm nay, em sẽ gửi đến anh em về giá bán, chương trình khuyến mại, chi phí lăn bánh, chi phí trả góp và nguồn cuống hàng hóa của i10 bản hai đầu hay còn được gọi là bản sedan. Mời anh em cùng xem chi tiết video. i10 bản sedan cũng có 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Cụ thể, bản cao cấp nhất đó là i10 1.2 AT sedan số tự động. Bản thứ hai đó là i10 1.2 MT sedan bản đủ. Và bản thứ ba đó là i10 1.2 MT sedan base hay còn được gọi là i10 hai đầu bản thiếu. Mời anh em cùng đến với bản đầu tiên, đó là i10 1.2 AT sedan số tự động bản hai đầu. Giá bán trong tháng 1 năm 2022 này là 418 triệu. Về chương trình khuyến mại thì tặng kèm anh em những cái phụ kiện sau. Thứ nhất đó là dàn phim cách nhiệt, thứ hai đó là bóng vô lăng bằng da, thứ ba đó là một bộ thảm để chân, thứ tư đó là một lọ nước hoa, thứ năm đó là một chiếc thẻ dịch vụ bảo dưỡng tại xưởng dịch vụ bên em. Em cũng đã tính luôn cái chi phí lăn bánh tại các địa phương để anh em cùng tham khảo và cân đối cái tài chính của mình. Thứ nhất, anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì chi phí lăn bánh của i10 sedan AT là 465 triệu. Thứ hai, anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì chi phí lăn bánh sẽ là 460 triệu. Thứ ba, anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 445 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 441 triệu. Anh em lưu ý cho em là giá em tính cho anh em ở đây đã áp dụng chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước. Chi phí lăn bánh chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác. Anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết lăn bánh trọn gói thì có thể liên hệ trực tiếp với em, thì tùy thuộc vào cái vị trí địa lý của từng anh em thì em sẽ cân đối làm sao cho kê cho anh em cái bảng kê chi phí lăn bánh trọn gói nó hợp lý nhất để cho anh em mua xe thì ủng hộ em. Trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì với bản i10 1.2 AT sedan anh em được vay tối đa là 355 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán khoảng 6,1 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 3,7 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,4 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì có thể chủ động kết bạn Zalo với em hoặc gọi điện cho em. Em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi phí gốc lãi hàng tháng đó. Với cái gói vay tối đa này thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị cho em là 109 triệu. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị cho em là 105 triệu. Trường hợp anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 90 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 86 triệu. Vì anh em mua trả góp nên bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của i10 1.2 AT sedan trong năm đầu tiên trị giá là 5,8 triệu. Những năm tiếp theo anh em mà còn vay ngân hàng thì sẽ bắt buộc vẫn còn phải mua bảo hiểm thân vỏ, nhưng mà cái giá trị bảo hiểm thân vỏ nó sẽ thấp hơn so với năm đầu tiên, nó sẽ khấu hao theo thời gian. Về nguồn cung hàng hóa của i10 1.2 AT sedan trong tháng 1 này thì trong những ngày này nó là những ngày cuối năm thì số lượng xe cũng không có nhiều, vì thế anh em nào đang có nhu cầu mua xe mà mua màu gì thì có thể chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ kiểm tra kho xe và báo cho anh em xe nào còn và xe nào kỳ chờ hay là xe nào phải ra Tết mới có. Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ hai, đó là i10 1.2 MT sedan hay còn được gọi là i10 số sàn bản đủ hai đầu. Giá bán trong tháng 1 năm 2022 này là 385 triệu. Về chương trình khuyến mại cũng như bản số tự động, anh em có thể theo dõi trên màn hình, em có để cái những phụ kiện tặng kèm, anh em cùng tiện theo dõi. Và em cũng đã tính luôn cái chi phí lăn bánh tại các địa phương để anh em cùng tham khảo. Thứ nhất, anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 430 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì chi phí lăn bánh sẽ là 426 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 411 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 407 triệu. Anh em lưu ý cho em là giá lăn bánh trên em tính cho anh em là chỉ bao gồm những cái chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, chưa bao gồm những cái phụ phí khác, công dịch vụ hay là bảo hiểm thân vỏ.
Những cái đó thì anh em nào cần bảng kê chi tiết trọn gói thì có thể là chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết đó. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp bản i10 số sàn hai đầu này thì anh em sẽ được vay tối đa là 327 triệu, tương đương với 85% giá trị xe trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Và gốc lãi hàng tháng em cũng đã tính cho anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 5,6 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 3,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,2 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với cái gói vay tối đa này thì cái chi phí bắt đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 103 triệu. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 99 triệu. Trường hợp anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 84 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 80 triệu. Đồng thời, anh em bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ, và bảo hiểm thân vỏ của i10 102 MT sedan số sàn bản đủ này năm đầu tiên trị giá là 5,3 triệu. Về nguồn cung ứng hàng hóa của i10 102 MT sedan trong cái tháng 1 này, tùy thuộc vào màu xe anh em cần màu nào thì anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ kiểm tra kho xe và báo anh em xem là có xe hay không, hay là phải nghỉ chờ, hay là phải ra Tết mới có. Và cuối cùng mới anh em cùng đến với bản thứ ba, đó là i10 102 MT sedan bay, hay còn được gọi với cái tên là i10 hai đầu bản thiếu. Giá bán trong tháng 1 năm 2022 là 345 triệu. Về chương trình khuyến mại cũng như hai bản i10 em vừa giới thiệu đến anh em ở trên, anh em cũng được tặng những phụ kiện như trên màn hình đấy ạ. Em cũng đã tính cái chi phí lăn bánh tại các địa phương để anh em cùng tham khảo. Thứ nhất, anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 388 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì chi phí lăn bánh sẽ là 384 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 369 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 365 triệu. Anh em lưu ý cho em là giá em tính cho anh em ở trên đây là đối với áp dụng đối với xe không kinh doanh vận tải, chưa bao gồm những cái phụ phí ngoài cũng như là bảo hiểm thân vỏ. Vì cái đặc thù của i10 sedan base số sàn bản thiếu thường là anh em mua về chạy dịch vụ là nhiều. Anh em nào mua xe về chạy dịch vụ mà đăng ký biển vàng ấy có thể liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết về chi phí lăn bánh đối với xe kinh doanh vận tải biển vàng đấy ạ. Trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay tối đa là 293 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm, và gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 5,1 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 3 triệu và lãi suất tháng đầu tiên sẽ là 2 triệu. Với cái gói vay tối đa này thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 95 triệu. Trường hợp anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 91 triệu. Trường hợp anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 75 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 72 triệu. Đồng thời anh em bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ, cụ thể bảo hiểm thân vỏ của i10 102 MT sedan bay bản thiếu trong năm đầu tiên trị giá là 4,8 triệu. Anh em lưu ý là cái bảo hiểm thân vỏ này em tính là đối với xe không kinh doanh vận tải, còn trường hợp anh em mua xe để kinh doanh vận tải biển vàng thì cái bảo hiểm thân vỏ nó sẽ có giá trị cao hơn tương đối ạ. Về nguồn cung ứng hàng hóa của i10 102 MT sedan bay bản thiếu này chỉ có hai màu, đó là màu trắng và màu bạc. Anh em có nhu cầu lấy màu nào thì chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ kiểm tra kho xe và báo anh em xem là còn xe hay không. Anh em nào mà cần tư vấn sâu hơn về một số những cái thủ tục nào đó thì có thể chủ động liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình ạ. Em sẽ hỗ trợ cho anh em chi tiết nhất. Trên đây đó là toàn bộ những cái thông tin về giá bán, chương trình khuyến mại, chi phí lăn bánh và chi phí trả góp của i10 bản hai đầu trong tháng 1 này. Nếu trong tháng 1 giá cả có thay đổi, em cũng sẽ cập nhật cho anh em trên kênh YouTube. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như để theo dõi những thông tin mới nhất về thông tin xe tại Việt Nam nói chung cũng như là xe Hyundai nói riêng. Em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo ạ. Em chào anh em.